Xin chào cả nhà, chiều nay là ngày 26 tháng 8 năm 2024 nha cả nhà. Chiều nay mình ra lúc 6 giờ. Mình sẽ đi hỏi giá từng loại cho cả nhà xem nha cả nhà, sẵn mà đi lấy hàng luôn nha. Bí xanh 60.000 10 kg, bầu 50.000 10 kg, bức thương đẹp 50.000 10 kg, đu đủ xanh 60.000 10 kg, bí hồ lô 80.000 10 kg, đỏ bắp 10.000 1 kg, giá sỉ nha cả nhà. Đậu bắp 10.000 1 kg nha cả nhà, đậu bắp đẹp luôn. Nói chung là hàng mới vô là hàng đẹp nha cả nhà. Thì mình lấy loại đèo thì có giá gác nha cả nhà. Mình lấy loại đèo thì giá nó tầm 4.000 1 kg, 3.000 1 kg nha cả nhà. Củ qua đẹp luôn, 80.000 10 kg. Củ qua đẹp 80.000 10 kg. Bầu 5.000 một ký, giá sỉ nhưng cả nhà mới thương bữa nay 50.000 10 ký. Dưa leo 150.000 10 ký là đẹp nhất nha cả nhà. Dưa leo đẹp nhất là 150.000 10 ký. Thì có loại 120.000 10 ký luôn nha cả nhà. Thì loại trung bình. Còn loại đẹp nhất là 150.000 10 kg. Hàng xuống lúc trưa cả nhà. Mức thương có mức thương đẹp có 5.000 một kg. Bầu đẹp cũng 5.000 một kg. Củ qua đẹp thì 8.000 một kg. Củ qua nụ đẹp cả nhà là 8.000 một kg. Còn củ qua trung bình thì 5.000, 6.000 một kg. Đường sỉ 35.000 một ký, củ nghệ 12.000 một ký, chiều nay mưa nha cả nhà, chiều nay lúc mình đi mình đang đứng ở đây là đang mưa râm râm cả nhà. Thì mình có một bạn làm ở trong đây nha cả nhà, trong vựa hàng bông này. Thì cả nhà muốn lấy hàng thì tới vựa lấy nha cả nhà. Thì mình lấy người quen thì giá nó sẽ rẻ hơn nha cả nhà. Thì mình để số điện thoại đây, cả nhà muốn mua thì liên hệ bạn Quý này nha cả nhà. Làm trong vựa E. Thì bạn này là mình quen biết thì mình lấy giá sẽ rẻ hơn nha cả nhà. Cà pháo 10.000 một ký. Cà pháo tím cả nhà 10.000 một ký. Nước thường đẹp luôn mà có 5.000 một ký cả nhà. Thì cả nhà mua bản quý thì có giá ưu đãi hơn nha cả nhà. Mình quen biết á, mình nói là chị Tiên nha cả nhà, chị Tiên giới thiệu qua thì mình sẽ có giá rẻ hơn. Mình nếu mình quen biết trong này cả nhà thì mình lấy giá rẻ hơn một nửa luôn cả nhà. Đây đậu rồng nha cả nhà, đậu rồng 45.000 một ký. Cà tím 60.000 10 ký. Đậu cần cua 15.000 một ký. Ớt đẹp sỉ 35.000. Một ký quá trời cả nhà, 6.000 một ký. Thì nếu như mua bạn quý thì có giá 4.000 một ký cả nhà. Bí sổ 3.000 thì mình đi mình dò giá nha cả nhà. Có bạn quý làm đây thì mình vô mình mua thì nó giá sẽ mềm hơn.
đậu đũa 11.000 một ký, đậu rồng cả nhà 45.000 một ký, đậu rồng giá sỉ 45.000 một ký cả nhà. Gần 6 giờ nhưng mà đồ quá trời luôn cả nhà. Gà 10.000. Bí 3.000, 3.000. Rất đẹp 35.000. Đậu bắp 10.000 một ký, đậu bắp đẹp. Dưa leo trong này nó bán 120.000 cả nhà, này có chỗ bán 150.000. Thì mình thấy dưa leo nó cũng đẹp cả nhà. Đây là khu sỉ hàng bông thôi nha cả nhà. Bầu đẹp 5.000, 5.000. Dưa leo 150.000 10 ký. Đậu đũa 11.000 một ký. Cái trái sake cả nhà, loại đẹp nhất là 15.000 một ký, loại trung bình thì 12.000 một ký nha cả nhà, giá sỉ nha. Nhưng mà hết hàng cả nhà. Đậu rồng thì 45.000 một ký giá sỉ. Hôm qua 35, mấy nay 45.000 một ký nha cả nhà. Thì cả nhà muốn mua hàng thì liên hệ với em Quý này nha. Em Quý làm trong vựa này sẽ mình sẽ quen biết, mình sẽ lấy giá rẻ hơn nha cả nhà. Thì mình nói là chị Tiên nha cả nhà, mình quay mình nói chị Tiên quay YouTube á, có giới thiệu mình qua đây thì mình sẽ mua giá rẻ hơn nha cả nhà. Giá sẽ mềm hơn. Mình quen biết mình sẽ mua giá rẻ hơn nha cả nhà. Bầu 5.000, 5.000. Nó còn cao giá anh ơi. Đồ rất là hạ giá luôn nha cả nhà. Thì 6 giờ chuẩn bị 7 rưỡi là chuẩn bị ca đêm nó lên đó cả nhà. Chuẩn bị một đợt ca đêm lên nữa. Nên bây giờ người ta sẽ có giá cũng mềm nữa nha. Bí thì có qua. Bí đẹp thì 6.000 một ký, 5.000 một ký. Và bí qua đêm sẽ 3.000 một ký nè. Qua một ngày thì sẽ bán 3.000 một ký. Đây là cổng số 2 nha cả nhà. Cổng số 2. Ngay chỗ đây là sỉ hàng bông. Thì cả nhà vô mua tặng Quý thì sẽ rẻ hơn. Và bắp 10.000. Đậu đũa 40, đậu rồng 45.000 một ký. Đậu rồng đẹp luôn cả nhà, non đẹp 45.000 một ký. Cái ủ qua nhỏ này là 8.000 một ký nè cả nhà. Ủ qua nhỏ nhỏ này chị mình lấy 8.000 một ký. Hôm qua lấy 35 ạ. Thì đó mà ký 100 đó, tốt từ trên đó. Đây ổ qua đây cả nhà, ổ qua nhỏ nhỏ cả nhà. 8.000 một ký. Thì cả nhà muốn lấy người quen thì cái giá sẽ rẻ hơn nha cả nhà. Rẻ hơn nửa giá luôn cho cả nhà. Mình sẽ lấy mình để số điện thoại bên đây, bạn Quý bên đây thì cả nhà điện thoại số điện thoại bạn này thì mình lấy hàng sẽ rẻ hơn nha cả nhà. Bí đẹp luôn, 5.000, 6.000 nha cả nhà. Thì có giá trung bình từ 5.000 tới 6.000 nha cả nhà. Thì theo cả nhà trả giá nha. Quen biết thì sẽ giá sẽ rẻ. Bầu 5.000, 5.000 mày vô, mày vô. Ủa qua đẹp 6.000, 6.000. Có chỗ bán 8.000. Bí hồ lô. Bí hồ lô 80.000 10 ký. Đậu đũa 11.000. Mướp 5.000. Bên đây là các bạn bán, các bạn bán rau muống nha cả nhà, 10.000 một bó, mẹ vô, mẹ vô 10.000. Trước mặt mình là có xe, xe cải thìa cả nhà. Cải thìa 60.000 5 ký. Giá sỉ nha cả nhà, chỗ đây là mấy anh bán rau nha cả nhà. Cải ngọt bữa nay rất là rẻ luôn cả nhà, 30.000 5 ký. Cải thìa 60.000 5 ký. Cải xanh 60.000 5 ký. Thì mình sẽ nói giá này hết nha cả nhà. Mình sẽ biết giá mình sẽ nói ra. Rau cần nước
rau cần nước là 8.000 một ký nha cả nhà, rau cần nước giá sỉ hết nha cả nhà, cải thìa 60.000, cải xanh 60.000. Thì các bạn muốn hỏi giá gì thì cứ bình luận mình dưới, mình sẽ biết, mình sẽ trả lời nha cả nhà. Mình đang lấy hàng, mình vội mình đi về nha cả nhà. Thì cả nhà muốn cập nhật cái gì thì bình luận mình bên dưới nha, mình sẽ trả lời nha cả nhà. Hẹn cả nhà trong video tiếp theo. Thì bây giờ xem hay thì nhớ đăng ký cho mình nha. Chào tạm biệt cả nhà.